Thưa quý vị, chúng ta đang ở thời điểm của năm mới dương lịch 2021 và nhìn như lòng người cũng trở nên rộn ràng hơn khi mà cảm giác như Tết Nguyên Đán đã về đâu đây. Cái không khí rộn ràng như thế này còn được cảm nhận rõ hơn khi mà quý vị đi dọc tuyến đường 30 tháng 4, quận Hải Châu hay đến làng hoa cây cảnh Vân Dương chứng kiến những vườn hoa đã bắt đầu tươi tốt, người ra kẻ vào chăm sóc, rồi cả những thương lái bắt đầu đến đặt hàng, phục vụ cho một mùa hoa xuân tới đây. Năm qua, dẫu thời tiết có phần khắc nghiệt, thế nhưng đất vẫn nở hoa và mùa hoa Tết vẫn luôn là mùa hy vọng với bà con nông dân những nơi này. Những ngày này, đi dọc tuyến đường 30 tháng 4, chúng ta đã nhận thấy không khí tại các nhà vườn trồng cúc Tết đã bắt đầu khởi sắc hơn. Làng hoa Hòa Cường chủ yếu trồng hoa ngắn ngày như cúc, vàng thọ. Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã khiến đợt xuống giống trước bị hư hại nghiêm trọng. Nhiều nhà vườn vừa phải xuống giống lần hai, bón thêm nhiều phân và thuốc với hy vọng hoa nở đúng dịp Tết để bán. Tuy nhiên, cũng như nhiều hộ dân khác, gia đình ông Phạm Văn Châu đã mạnh dạn đầu tư gần 800 chậu cúc giống Đà Lạt dự kiến ra hoa đúng dịp Tết. Nhưng mà cố gắng phải làm thôi chứ, gượng lại thôi chứ, không phải hư chứ, hư nhiều không mới làm chứ. Lục bỏ được mà, mình đây lục thì không lục chi mà do mưa nhiều quá hư. Còn những ngày này đến với hợp tác xã hoa và cây cảnh Vân Dương ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Mặc dù năm nay thời tiết không thuận lợi, nhưng những người trồng hoa nơi đây đang cố gắng chăm bón kỹ càng để mong hoa phát triển tốt kịp thời điểm. Còn hơn một tháng nữa hoa Tết mới đưa ra thị trường, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời tiết, giá cả. Lúc đó mới quyết định chuyện lời hay lỗ. Nhưng mùa Tết này, người trồng hoa ở Vân Dương vẫn nuôi hy vọng trong từng chậu hoa. Năm nay chắc là nó về thời tiết cho đến giờ phút này thì bà con cũng cố gắng chăm sóc. Cái đấy này hoa nó cũng tương đối là ổn định. Vì kể cả những hoa ly rồi hoa cúc và có cái lụa hoa khác ở đây này thì nó rất là đẹp. Khả năng là cũng đủ cái số lượng để cung cấp cho cái thành phố Đà Nẵng mình trong dịp Tết năm nay. Trồng hoa Tết là nghề tưởng đơn giản nhưng thực chất khó và vất vả. Trồng hoa phải đầu tư lớn mà đầy phập phồng lo âu vì may rủi, phụ thuộc vào thời tiết. Chưa đầy 2 tháng nữa, những chậu hoa này sẽ được mang đi khắp nơi. Người làng hoa tiếp tục những công việc cần mẫn, mong chờ làng hoa của họ sẽ là nơi cho mùa hoa đẹp nhất, mùa hoa Tết, mùa hy vọng.